Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 5 tháng 4, lượt đi Champions League đã chính thức khép lại với những kết quả đầy bất ngờ. Và để biết những kết quả đó như thế này thì hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với nhà báo Huỳnh Sang. Vâng, xin chào anh. Xin chào độc giả của báo Thanh Niên. Vâng, thưa anh, chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu đầu tiên là Juventus và Real Madrid. Thì anh nhận định, anh đánh giá thế nào về kết quả trận đấu này? Thực ra thì cái kết quả thắng 3-0 trên sân Juve của Real Madrid, tôi cũng có chút bất ngờ thôi. Bất ngờ về mặt tỷ số thôi. Chứ còn thực ra mà nói thì đánh giá về cái sức mạnh của Real Madrid nó nhỉnh hơn các thủ Juventus ở thời điểm này cũng là một câu chuyện mà không phải lạ. Trong quá khứ thì cái cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Juventus cũng tương đối cân bằng. Tuy nhiên cứ bước vào những cái trận đấu trực tiếp loại nhau hoặc là bước vào trận chẳng hạn trận chung kết hồi năm rồi thì cái phần thắng thường thuộc về các câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Năm vừa rồi thì chúng ta nhớ là chính Juve loại các thủ Barcelona sau hai lượt trận với tỷ số 3-0, lượt đi họ thắng 3-0, lượt về ở Nou Camp họ hòa không đều. Nhưng mà năm kỳ này thì họ bước vào cái trận đấu quyết định với các cầu thủ Real Madrid. Hai trận đấu nhưng thực ra trận đấu này cũng đã giải quyết hết tất cả rồi. 3-0 ở lượt đi trên sân Juve để Juve có thể lật ngược lại tình thế ở trận lượt về đó là điều không thể. Và đó là một cái kết quả hơi bất ngờ về mặt tỷ số, bởi vì dẫu sao thì cầu thủ Juventus vẫn đang là đại diện ưu tú của Serie A. Bây giờ nói đến Real Madrid, nói đến người ta đang ngây ngất với cái cú xe đạp chống ngực của Ronaldo. Nhưng tôi không bất ngờ điều đó là bởi vì thật ra thì thực hiện cú xe đạp chống ngực để ghi bàn vào lưới đối phương, Ronaldo phải là người duy nhất. Trong quá khứ có rất nhiều cầu thủ làm được điều đó. Nhưng vấn đề ở cái chỗ là tức là họ vẫn thể hiện họ là giải ngân hà đang sáng rực ở sân chơi Champions League mà họ đang giữ cái kỷ lục 12 lần vô địch. Năm vừa rồi họ phá đi cái dớp của một cái đội bóng không thể bảo vệ được chiếc vô địch, thì bây giờ họ đang trên cái con đường có thể tạo ra một thứ kỷ lục khác. Đây là một chiến thắng thuyết phục và sẽ không có một cuộc lội ngược dòng nào cả ở trận lượt về ở cặp đấu này. Như tôi được biết thì Real thì Juventus đã từng thua Real ở trận chung kết mùa giải năm ngoái, và trước đó nữa họ cũng thua Barcelona ở trận chung kết. Thì theo anh, đây có phải là cái đớp của Juventus trước các đội bóng Tây Ban Nha hay không? Juventus còn một cái dớp lớn hơn nữa, tức là một cái đội bóng được thất bại nhiều nhất ở các trận chung kết cấp câu lạc bộ tại Champions League. Nếu tôi nhớ không lầm thì ít nhất là 7 lần rồi họ vào trận chung kết mà họ không giành chức vô địch. Tức là không chỉ riêng cái dớp này. Còn nói về cái dớp thất bại trước các câu lạc bộ Tây Ban Nha thì nó cho thấy là ở đây mà nói thì hai nền bóng đá này phải khẳng định là xác lập một cái đẳng cấp trên thế giới từ đội tuyển quốc gia đến cấp câu lạc bộ. Nhưng rõ ràng là thất bại nhiều lần như vậy trong những trận cầu mang tính quyết định và lên ngôi vô địch như vậy thì cho thấy là bóng đá Italia cấp câu lạc bộ nó còn kém hơn một bậc so với cấp câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chuyển qua một trận đấu khác không kém phần hấp dẫn, đó là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Man City. Thì với phong độ hiện tại ở giải Ngoại hạng Anh thì Man City được nhiều người đánh giá cao hơn. Nhưng mà khi ra tới đấu trường C1 thì Liverpool với biệt danh vua đấu cúp lại có một chiến thắng bất ngờ 3-0 trước đội bóng thành Manchester. Thì ông nghĩ gì về vấn đề này? Thật ra mà nói thì xét ở đấu trường Champions League ấy, thì Man City còn kém xa Liverpool. Trước khi họ có một cái danh hiệu vua đấu cúp dưới thời Benitez thì Liverpool là một đại diện ưu tú của bóng đá Anh tại sân chơi Champions League rồi. Và họ là một trong số ít các câu lạc bộ xác lập cái vị trí và đẳng cấp của mình tốt nhất trong lịch sử Champions League. Chúng ta thấy là kể ra những cái tên mà suốt cái chiều dài của Champions League và kể từ năm 1992-93, cái năm mà họ đổi tên thành Champions League, Champions League trước đó là cúp C1 mà chúng ta thường hay gọi là đấu cúp, thì sau này họ đổi tên thì Liverpool vẫn nằm trong số đó. Những câu lạc bộ như là Real Madrid này, như là Barcelona, là như là Bayern Munich hay là Juve, AC Milan, và ở Anh thì có hai câu lạc bộ là Liverpool và Manchester United. Đó là những câu lạc bộ mà cứ đá thế nào không biết thì cuối cùng chúng ta vẫn thấy cái tên của họ nằm trong những đại diện ưu tú nhất của Champions League. Thì Liverpool là như vậy, Man City là chưa là gì cả.
Thế còn bây giờ thì do cái sự thăng hoa của Manchester City ở giải Ngoại hạng Anh cho, và dưới cái thời của Pep Guardiola, một kỷ lục gia ở Champions League còn cái thời của huấn luyện cho Barcelona, cho nên người ta dành cho Manchester City một cái sự tôn trọng đặc biệt. Và rõ ràng với một cái đội bóng mà đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, bỏ xa một cái khoảng cách đối với đội thứ hai là lên tới trên 15 điểm như vậy, thì việc mà bước vào sân chơi Champions League thi đấu ở cặp đấu tứ kết như thế này thì rõ ràng là đáng được tôn trọng. Thế nhưng mà ở Liverpool, ở Ngoại hạng Anh thì chỉ có Liverpool mới chặn đứng được cái mặt bất bại của các cầu thủ Man City. Và thì cái trận đấu ngày hôm qua trên sân Anfield, thật ra người ta cũng đánh giá rất cao các cầu thủ Liverpool, và người ta cũng có thể nghĩ đến một cái chiến thắng cho đội bóng này. Tuy nhiên cái cách thắng và cái tỷ số cũng hơi sốc, và trận thắng này thật ra không bất ngờ về cái kết quả, chỉ bất ngờ về tỷ số. Vâng. Và ở hai trận đấu còn lại giữa Sevilla và Bayern Munich cũng như Roma và Barca thì cả hai đội khách đều giành chiến thắng. Thì ông có nhận xét gì về những kết quả này? Thực ra thì cái cặp đấu giữa Barcelona và các thủ Roma với chiến thắng 4-1 ở trận đi trên sân Nou Camp thì nó cũng đều không lạ. Còn đối với cái cặp đấu mà Bayern Munich thắng Sevilla 2-1 trên sân khách, thật ra người ta đã khi bốc thăm thì người ta đã đặt cho các thủ Bayern Munich một chiếc vé ở bán kết rồi, cũng giống như Barcelona thôi. Nhưng mà ở đây thì tôi muốn nói đến cái câu chuyện là cái sự tôn trọng đối thủ của các huấn luyện viên. Chúng ta thấy là ông Van Verde khi mà bốc thăm chúng Roma thì ông cũng với những cái phát biểu của mình, cái sự thận trọng của mình, ông rất tôn trọng đối thủ. Ông chấp hành cách một cái huấn luyện viên lão làng như vậy, sau khi chứng kiến Sevilla đánh bại Manchester United thì ông cũng rất thận trọng. Cái sự thận trọng đó của hai nhà cầm quân người Đức và Tây Ban Nha nó giúp cho các thủ Barcelona tỉnh táo hơn rất là nhiều khi mà gặp các đội bóng này. Còn cái chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Roma cũng một chiến thắng mà cũng có thể dự đoán được. Còn cái chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trên sân Sevilla, đó cũng là một cái chiến thắng mà người ta đã đặt để trước cho các cầu thủ Bayern Munich rồi. Vâng, và với những kết quả như vậy thì theo ông liệu lượt về có một cái bất ngờ hay có một cú sốc nào đủ lớn để đảo lộn kết quả hay không? Trước hết phải khẳng định là bất ngờ trong bóng đá là điều thường xuyên xảy ra. Nếu mà trả lời theo lý trí mà nói thì chắc có lẽ là không có một cuộc lội ngược dòng nào ở lượt về. Nhưng mà có một trận cầu cho phép tôi được đặt kỳ vọng vào cái tính bất ngờ trong bóng đá và đặt kỳ vọng vào cái sự thú vị của nó có thể xảy ra là trận đấu giữa các cầu thủ Man City và Liverpool. Vì sao tôi nói như vậy? Trận đấu lượt về đó thì ở Etihad đương nhiên là cái động lực của Man City nó mạnh hơn, lớn hơn, và những cái thua của hai trận gần đây Pep sẽ có sự điều chỉnh. Phải nói rằng là cái trận đá với Liverpool lượt đi này thì Pep có phần hơi thận trọng trong cái việc bố trí sơ đồ chiến thuật, trong khi Liverpool chơi thăng hoa một cách thật sự. Chứ còn ở những cặp đấu khác thì mọi thứ nó đã an bài. Juve không thể có một cái kết quả hơn 3-0 trên sân Bernabeu được. Roma cũng không thể có cái kết quả lớn hơn 4-1 trước Barcelona, một ứng cử viên mà cũng là số 1 của chức vô địch. Còn Bayern Munich khi mà hùm sám trở về Arena thì rõ ràng là Sevilla không phải là đối thủ. Và tôi cho rằng là chỉ có kỳ vọng cái trận đấu giữa Man City và Liverpool ở lượt về. Vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Sang về cuộc trao đổi. Cảm ơn quý vị độc giả đã đón xem chương trình này của Báo Thanh Niên.